À, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Tân Đại Dương sẽ giới thiệu với các bạn một ngôi trường tại Canada. Có thể sẽ là một ngôi trường lý tưởng cho các bạn có dự định đi du học. Đó là trường BCS. Một số đôi nét về trường như sau. Trường được thành lập vào năm 1836 tại trung tâm của Quebec. BCS là một trong những trường cao đẳng có bề dày lịch sử uy tín tại Canada. Và BCS là một ngôi trường học tập rất lý tưởng với những lớp học nhỏ và hiện đại sẽ cho bạn được hiệu quả học tập cao nhất. Và ở đó bạn sẽ tự do trình bày những ý kiến, những suy nghĩ của mình, được thực hành và có cơ hội phát triển những khả năng riêng của mình, cơ hội giành được những suất học bổng rất có giá trị. Và ngoài ra thì sinh viên còn được tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động thể thao, vui chơi giải trí ngay trong chính khuôn viên trường của mình học. Một số chương trình học như sau, đó là chương trình phổ thông lớp 7 đến lớp 12, chương trình dự bị đại học và các lĩnh vực để các bạn lựa chọn như là hóa thuật, gồm có toán học, các môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học máy tính, khoa học kinh tế v.v. Về nghệ thuật thì có nhạc, kịch v.v. Thể thao, ngôn ngữ. Và thứ ba thì Tân Đại Dương sẽ có một số thông tin về học phí cũng như là chi phí học tập tại trường của Canada. Đó là chi phí học tập sẽ là 17.850 đô Canada cho một năm học. Và tổng chi phí cho sinh viên nội trú sẽ là 4.350 đô Canada trong một năm. Và chi phí trên thì bao gồm học phí và các dịch vụ bổ sung khác. Về điều kiện nhập học thì các bạn sẽ chuẩn bị bao gồm như sau. Đó là học bạ, bản điểm, giấy xác nhận của trường cuối cùng. Lệ phí nhập học là 100 đô Canada. Đơn đăng ký theo mẫu của trường, chứng chỉ tiếng Anh với những học sinh lớp 11, 12, hộ chiếu và giấy khai sinh, ảnh v.v. Và nếu các bạn còn thắc mắc gì về thủ tục làm hồ sơ cũng như các chương trình học tại trường BCS thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến công ty Tân Đại Dương qua địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc là gọi đến số điện thoại 0838484879 để được các nhân viên tư vấn tại Tân Đại Dương chăm sóc miễn phí cũng như trả lời tất cả các thắc mắc của các bạn. Hoặc là có thể liên hệ qua website tandaiduong.edu.vn hay tddvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.